Câu hỏi của bạn Hiền Thanh, câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi 37 tuổi, bị ung thư vú phải T1N0M0, giai đoạn 1, carcinoma hỗn hợp thể nhầy và thể ống xâm nhập độ 2 30%, kèm theo xa trễ. Bác sĩ tư vấn em nên phẫu thuật. Bác sĩ cho em hỏi bệnh viện ca đang có phương pháp phẫu thuật nào để điều trị mà tạo hình thẩm mỹ không ạ? Em xin được cảm ơn bác sĩ. Vâng, và với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được kính mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Hiền Thanh câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn và chia sẻ cùng với câu hỏi của bạn. Thì vấn đề của bạn đặt ra cũng gặp khá phổ biến đối với bệnh nhân ung thư vú hiện nay, đặc biệt là với số chị em mà làm còn trẻ thế và có cái đời sống xã hội nó phong phú, thì cái nhu cầu về việc điều trị bệnh cũng như là nhu cầu duy trì cái hình thái cơ thể để làm sao mà mình chữa khỏi nhưng mà mình phải có cái chất lượng sống thì cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Thế thì chúng tôi xin trả lời bạn như sau. Đầu tiên là bạn 37 tuổi và mắc ung thư vú giai đoạn T1 là giai đoạn sớm và có cái tuyến vú xa trễ, thì với tình huống của bạn thì chúng tôi sẽ xem xét đầu tiên là có cái chỉ định điều trị bảo tồn hay không. Thì nếu những cái ung thư vú xa trễ mà có chỉ định điều trị bảo tồn thì cái giải pháp chúng tôi sẽ đưa ra là sử dụng các cái kỹ thuật oncoplasty và mình sử dụng chính cái tuyến vú xa trễ để mà lấp các cái khuyết hổng. Thế và cái phẫu thuật 2 trong 1 này thì sẽ giải quyết đồng thời hai mục tiêu là chúng ta giữ được tuyến vú, cắt được rộng cái khối u, đảm bảo an toàn về mặt ung thư học, và đồng thời là cũng giải quyết luôn được cái xa trễ. Thì đấy là hai cái đích trong một mũi tên. Thì những cái kỹ thuật này sẽ được áp dụng nếu như mà không có cái chống chỉ định bảo tồn, tức là chúng ta có thể bảo tồn được tuyến vú. Thế còn cái khả năng thứ hai là mặc dù là ung thư vú giai đoạn sớm nhưng mà lại có những vấn đề này được vấn đề khác, tức là có những cái chống chỉ định trong điều trị bảo tồn, thì chúng tôi cũng phát triển được các cái kỹ thuật, ứng dụng được những kỹ thuật nó cao cấp hơn mà đã có cái truyền thông đã tin gần đây, là những kỹ thuật tạo hình 3 trong 1, tức là một mặt thì là cái tuyến vú lành mà xa trễ thì chúng tôi cũng sẽ cân chỉnh để cho bớt xa trễ. Cái thứ hai là cái tuyến vú ung thư mà phải cắt bỏ, không bảo tồn được, thì chúng tôi cũng có cái giải pháp tạo hình là chúng ta đưa các cái vạt ra cơ mỡ của cơ thẳng bụng. Đấy, thì nó cũng góp phần là tái tạo được cái tuyến vú và cũng góp phần là làm thon gọn cái vòng 2. Thì đây là những kỹ thuật rất là cao cấp, thế nhưng mà cũng rất là vui là chúng tôi cũng đã áp dụng thành công. Thế và khi mà điều trị cho bệnh nhân thì cũng mang lại những cái kết quả hết sức là đáng khích lệ cho người bệnh. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang, và rõ ràng cũng xin được tư vấn như giới thiệu của tiến sĩ Lê Hồng Quang thì bệnh viện ca có luôn luôn cập nhật những cái phương pháp phẫu thuật cũng như là tạo hình thẩm mỹ, cũng như là các phương pháp điều trị về hóa trị, xạ trị tốt nhất và hiện đại nhất ở trên thế giới để có thể là nâng cao cái hiệu quả chất lượng điều trị của bệnh viện. Với chủ đề về các cái liệu pháp trúng đích trong điều trị ung thư vú thì có những câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hà Thanh, và cũng là một câu hỏi rất chung cho rất rất nhiều các người bệnh, người nhà người bệnh quan tâm đến cái việc trong cái phương pháp sử dụng thuốc đích này, đó là